Mời anh chị em ngồi. Trong thánh lễ này chúng ta cùng hiệp thông với nhau tạ ơn Chúa Đức Mẹ Thánh Giuse, xin cho gia đình và người thân ơn hoán cải, xin Chúa chữa cho mẹ khỏi bệnh và xin ơn can đảm vượt qua khốn khó. Xin Chúa ban bình an cho thế giới, xin cho chồng là Dominico khỏi bệnh và cho bản thân hết đau lưng. Xin Chúa ban hòa bình cho đất nước Ukraine, các nhà lãnh đạo độc tài biết tôn trọng sự sống của đồng loại. Xin Chúa ban ơn đức tin và ơn sám hối cho chúng con. Xin gìn giữ Đức Thánh Cha, các giám mục, các linh mục, các tu sĩ và xin cho gia đình bình an. Cầu nguyện cho linh hồn Maria nhân ngày giỗ, linh hồn Phêrô, linh hồn Giuse và linh hồn Maria, các linh hồn ông bà, cha mẹ, tổ tiên, các linh hồn mồ côi, các linh hồn thai nhi, các linh hồn qua đời vì dịch tễ và chiến tranh, cũng như các linh hồn, các linh mục, các tu sĩ. Anh chị em đứng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ơn sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Ngày thứ hai trong tuần, chúng ta cầu nguyện cách riêng cho các linh hồn đã qua đời. Và anh chị em đừng quên, chúng ta cũng đang sống trong tháng các trong tháng thánh cả Giuse. Nguyện xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của thánh cả ban cho tất cả chúng ta giờ đây ơn ăn năn thống hối, đồng thời ý thức mình trong khi cầu nguyện cho những người đã qua đời thì cũng ý thức rằng chúng ta đến rồi một ngày cũng sẽ không còn ai nơi trần thế này, để luôn luôn biết chọn lựa con đường sống khôn ngoan là chọn lựa thánh ý Chúa trong đời mình. Vậy anh chị em ăn năn thống hối. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Tôi đã phạm tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin được bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước hòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con chế ngự thân xác để chữa trị tâm hồn. Xin giúp chúng con hằng tránh xa tội lỗi và đáp ứng những đòi hỏi của tình thương Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách Tiên tri Daniel. Lạy Chúa là Thiên Chúa cao cả và đáng kính sợ, đấng giữ lời giao ước và lòng từ bi đối với những ai kính mến Người và tuân giữ những giới răn của Người.
chúng tôi đã phạm tội và làm điều gian ác. Chúng tôi đã làm điều bất chính và phản bội. Chúng tôi đã bỏ các giới răn và lề luật Chúa. Chúng tôi đã không nghe lời các tiên tri tôi tớ Chúa, những người đã nhân danh Chúa nói với các vua chúa, thủ lãnh, cha ông và toàn dân trong xứ chúng tôi. Lạy Chúa, sự công chính thuộc về Chúa, còn phần chúng tôi là phải chịu hổ mặt như ngày hôm nay. Chúng tôi là những người thuộc dòng dõi Giu-đa, những dân cư ở Jerusalem, toàn dân Israel, những kẻ gần xa, sống trong mọi nước, mà Chúa đã phân tán họ tới đó vì tội ác mà họ đã phạm nghịch cùng Chúa. Lạy Chúa, điều dành cho chúng tôi, các vua chúa, thủ lãnh, cha ông chúng tôi là phải chịu hổ mặt vì đã phạm tội. Lòng từ bi và tha thứ thuộc về Chúa là Thiên Chúa chúng tôi. Vì chúng tôi phản bội cùng Chúa, chúng tôi đã không vâng theo tiếng Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, để sống theo lề luật mà Chúa đã dùng các tiên tri tôi tớ Chúa giao giảng cho chúng tôi. Đó là lời Chúa. Lầm than qua đội lạy Chúa, xin đừng xử với chúng tôi như chúng tôi đang lỗi. Ôi Thiên Chúa, đấng cứu độ chúng con, xin phù trợ chúng con vì vinh quang danh Chúa, xin giải thoát và tha tội chúng con vì danh Ngài. Lạy Chúa, xin đừng xử với chúng tôi như chúng tôi đang tội. Xin cho tiếng tù binh rên rít vọng tới thiên nhân, xin ra tay thần lực giải thoát người mang an tư. Phần chúng con là thần dân Chúa, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi. Chúng con sẽ ca tụng Chúa tới muôn đời, từ đời nọ sang đời kia. Chúng con loan truyền lời ca khen Chúa. Lạy Chúa, Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: các ngươi hãy ở nhân từ, như cha các ngươi là đấng nhân từ. Đừng xét đoán thì các ngươi khỏi bị xét đoán.
đừng kết án thì các ngươi khỏi bị kết án. Hãy tha thứ thì các ngươi sẽ được tha thứ. Hãy cho thì sẽ cho lại các ngươi. Người ta lấy đấu hảo hạng đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các ngươi. Vì các ngươi đong bằng đấu nào thì cũng sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Khi mà đọc cái phần đầu của bài Tin Mừng hôm nay thì tôi còn cảm thấy nó vui một chút. Nhưng đọc ở câu cuối cùng của cái bài Tin Mừng, tự dưng mình cảm thấy lo. Không biết là anh chị em có bao giờ có cảm giác đó không, hay là lời Chúa chúng ta nghe riết rồi quen, chả còn thấy phản ứng gì với lời Chúa nữa. Chứ thật sự đáng lo khi Chúa bảo rằng các ngươi đong bằng đấu nào thì sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy. Anh chị em kiểm điểm lại xem cuộc đời mình đã dành cho nhau, cho người bên cạnh mình đấu nào. Và vì thế khi nghĩ đến lời này cảm thấy sợ, cảm thấy lo. Thí dụ mình là người tàn nhẫn mà mình không biết, mình là người chuyên môn o ép người khác mà mình không ngỡ ra, hoặc là mình đã từng sống với người bên cạnh, mình giày vò người ta, mình coi thường người ta, mình xúc phạm đến người ta, mà mình cứ ngày này hết ngày khác cho qua. Mình đã đong đấu nào vậy? Khi một người cơ nhỡ bần hàn đến với chúng ta, ngửa tay xin mấy đồng, chúng ta nỡ từ chối người đó. Khi một người bên cạnh nhà mình đang rên rỉ vì đau ốm bệnh tật, nhưng nhà chúng ta cũng có của đấy chứ, nhà chúng ta cũng có ăn có mặc hàng ngày, và thậm chí trong tủ mình có khi cũng còn dư một số tiền nào đó. Vậy mà bên cạnh nhà mình cái người đang bệnh, nghĩa là thập tử nhất sinh, đang đi tới những bờ vực của cái chết, hay là không chết nhưng mà ngày ngày nó giày vò thân xác đau đớn hết sức mà người ta không thể chữa chạy được. Chúng ta đóng kín nhà mình lại, chúng ta đóng kín cửa mình lại. Vậy tất cả những trường hợp đó, anh chị em và tôi đang đong bằng đấu nào vậy? Mà nhớ Chúa nói hôm nay một lời hết sức là nặng nề, không dễ tí nào, không nhẹ đâu anh chị em, nặng lắm. Ai đong bằng đấu nào sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy. Và Tin Mừng Thánh Luca nói còn nhẹ nhá. Anh chị em đọc lại Tin Mừng Thánh Matthew mà xem, hay là nhớ lại những lần chúng ta nghe công bố lời Chúa trong Tin Mừng Thánh Matthew mà xem. Chúa nói thế này này: các ngươi đong bằng đấu nào thì sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy. Nhưng đấu đã dằn, đã lắc để đổ vào vạt áo các ngươi. Không phải đông đằng bằng đấu nào rồi hờ hững đông bằng đấu ấy trở lại cho chúng ta đâu. Mà Thánh Matthew còn ghi rõ hơn lời Chúa dạy: đấu bà trả lại cho mình đã dằn, đã lắc và đầy tràn. Đấu đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các ngươi. Nghe những lời đó cảm thấy run sợ, cảm thấy lo. Và chính vì sự run sợ, sự lo lắng ấy mà chính chúng ta từng người một phải cải đổi đời sống để trở nên nhân lành. Không nên nhân lành nổi thì phải nhân lành hơn,
Thưa anh chị em, tôi đã từng đọc một câu khẩu hiệu của một nhà máy sản xuất nọ. Người ta đưa ra khẩu hiệu thế này này: hôm nay phải hơn hôm qua, nhưng không bằng ngày mai. Hôm nay phải hơn hôm qua, làm việc năng suất phải cao lên hơn ngày hôm qua, nhưng phải làm sao vẫn chưa bằng ngày mai, ngày mai phải còn hơn nữa. Nếu chúng ta áp dụng câu ấy vào đời sống đạo đức của mình, vào chiều sâu của đời sống đức tin của mình, thì chắc chắn chúng ta cũng áp dụng tốt lắm đấy. Làm sao tôi sống hôm nay phải trưởng thành hơn, phải đong đầy những đấu mà ở đó là những đấu tốt lành hơn. Hôm nay tôi phải hơn ngày hôm qua trên con đường thánh thiện, trên con đường đức tin. Và ngày mai tôi phải hơn hôm nay. Mỗi ngày tôi sống tôi phải tiến lên hơn cái mà tôi đã từng sống trong quá khứ. Cho nên thưa anh chị em, lời của Chúa Giêsu có những lúc Chúa nói tưởng chừng rất nhẹ, nhưng trong ý nghĩ của lời nói ấy không nhẹ tí nào nếu chúng ta ngồi xuống mà suy nghĩ thật sự, để chúng ta nhìn lại cuộc đời mình, để chúng ta biết ăn năn sám hối, để chúng ta trở về với Đấng mà Đấng ấy luôn luôn mời gọi: các con hãy nhân lành như Cha là Đấng nhân lành. Để chúng ta sống trọn đời của mình, một kiếp sống làm người, có thể đi tới sự trọn lành của Thiên Chúa, thì phải từng ngày vượt thắng những cái mà chúng ta đã từng diễn ra trong cuộc đời này. Nếu chúng ta thấy mình còn đâu đó gặp gình, đâu đó còn phải sửa lại, còn phải chỉnh lại, thì hãy ngay mà chỉnh cho tốt hơn, mà sửa cho đường hoàng hơn. Nhất là lợi dụng tinh thần sống mùa chay, mùa mà Hội Thánh luôn mời gọi chúng ta trở về, luôn mời gọi chúng ta nhìn vào tận trong nội tâm để cải đổi, để chúng ta nhìn lại thật sự rồi, hãy cải đổi, hãy hoán đổi nội tâm, hãy làm cho mình nên mới. Có như vậy, trên con đường trọn lành chúng ta đi, nó mới là con đường chúng ta đi theo dấu chân của Chúa mình. Ta không được trọn lành như Chúa thì ít ra ta cũng phải nên trọn lành hơn từng ngày. Chúa cả trời đất, chúc cùng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này hoa màu ruộng đất và công lao con người. Xin dâng lên Chúa để bánh này trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Từ ghế nhau và công lao con người, xin dâng lên Chúa đầy đủ lời của nên cụ ứng thân cho chúng con, hãy cùng chúng con.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhờ đi để lời mây chân để ca cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, Chúa cho chúng con được cử hành mầu nhiệm thánh. Xin nhận lời chúng con khẩn nguyện và giải thoát chúng con khỏi cạm bẫy thế gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã muốn chúng con dùng việc hãm mình mà tạ ơn Chúa, để nhờ đó chúng con là những người tội lỗi giảm bớt được tính kiêu căng, và khi giúp nuôi dưỡng những kẻ túng thiếu, chúng con trở nên những người biết noi theo lòng nhân hậu của Chúa. Vì thế cùng với vô số thiên thần, chúng con đồng thanh tôn vinh Chúa mà ca tụng rằng: Chúa là Thiên Chúa các bao binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa các tầng trời, đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu khô hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tôi khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương
cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, hai Đức Giám Mục Giuse và Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là Maria, Phêrô, Giuse mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyên rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin oái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin oái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa con sẽ. Thank you.
nước hòa bình vào máu Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con mà chúng con sắp lãnh nhận cho chúng con được sống muôn đời. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Con chẳng đáng chuông ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin Minh Thánh Chúa Kitô gìn giữ con cho con được sống muôn đời. Xin Mẫu Thánh Chúa Kitô gìn giữ con cho con được sống muôn đời. Này Đức Chúa Giêsu, con tin thờ Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước cao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song nghe bởi vì bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con căn thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin hôm nay cùng hợp làm một cùng Chúa cho
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa dự tiệc thánh thể, xin Chúa thương rửa sạch tội lỗi chúng con và cho chúng con được chung hưởng niềm vui muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Nhắc lại với anh chị em, đêm nay 7 giờ rưỡi chúng ta lần chuỗi và suy niệm trước đài Đức Mẹ, và trong giờ kính Đức Mẹ thì có cha khách ngồi tòa giải tội. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Này Thiên Chúa ba ngôi toàn năng, chúng con đang họp nhau cầu nguyện. Tha thiết này xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Lạy Chúa cha giàu lòng thương xót, xin nhìn lên nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoàn hành. Xin cùng cô đức tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tin thác vào tình yêu quan trọng của Cha. Lạy Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ duy nhất, là vì lương y đầy quyền năng và lòng thương xót, xin thương cho các quân nhân sớm được chữa lành và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa. Xin giảm bớt gánh nặng khổ đau và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. Này Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu chất và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quan đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. Chúng con xin trao vào đôi tay từ máu của Mẹ Maria những lời khấn nguyện trong cơn đại nạn, nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu. Xin Chúa nhận lời chúng con. Amen. Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen.